hoài một chiều, dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Xa cách tôi vẫn còn nhớ son tôi nhớ hoài một chiều, dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. À tiếng mến yêu em sư thơ, xa cánh tôi còn nhớ. Nhớ ghi muôn đời, nước trời biển mưa, xanh xanh màu ánh mắt em gái chiều năm xưa. Như bóng vương ai trên bến chiều xa vắng, năm tháng còn ngần ngơ. À tiếng ơi đây miền xinh tươi như hoa gấm trong đời. Hà tiếng ơi, đây những bông dừa xanh mắt biển khơi. Tôi qua lăng mặt cửu, nằm trên con voi phục. Tôi vô thăm thành đồng, trời bát ngát mênh mông. Nghe chuông ngân chiều vắng như tiếng nói cô nghiêng. Sao xuyến tâm tư người ghé thăm Hà Tiên. Giây phút đẹp còn lại, kỷ niệm khó phai. Trên bờ mắt ai Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi. Ơi liếng lưu là mấy nhớ thương vơi đầy, nhắn về Hà Tiên quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trung dương. Đây bến Tô Châu không xanh niềm lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên hết. Đến Hà Tiên thì coi như là ông em này mà ông chạy xe gặp điện mà nói gì qua cái bài ca Hà Tiên quá hay quý vị. Thì chúng tôi xin kính mời quý vị trông coi một đoạn phim này nha. Tôi mới lại đến, chị kể vụ đằng Tiên là sao chị? Dạ nghe mà cha mẹ kể lại đó các huynh đệ. Thì mà nói là mà ở cái xứ này đó, là mỗi lần mà trăng rằm trăng sáng á, thì các nàng tiên ở trên nó xuống đây, xuống đây mà vui chơi múa hát. Thành ra mà ông bà cha mẹ mình thường hay làm những cái đu ngoài sân, rồi trải mà những cái tro cát rồi nọ ngoài trước sân nhà, trước nhà đó, để cho các vị đó xuống đùa chơi, thì cái in những cái dấu chân như trên đó. Đó thành ra các vị nàng tiên nó thường xuống đây múa hát lắm, cho nên mới gọi là Hà Tiên. Và những này cho chồng hối tay quý vị, cho chồng hối tay quý vị. Dạ, thì Hà Tiên đó người ta gọi là Hà Tiên, nói tại sao là Đức Phật người hiền. Tại vì có nhiều cái mà rất là linh thiêng. Chẳng hạn như là ở trên mà cái con sông mà rạch ở của Hà Tiên này đó các vị, nó có một cái hòn núi. Có cái hòn núi mà mỗi lần mà trăng sáng á, thì có hòn núi nó tự động nó trôi lên, trôi xuống một mình đó. Là trên đó có những mà vị tiên á, ngồi trên đó là uống trà đánh cờ. Nhưng mà cái người Pháp á, người Pháp nó thấy cái hòn núi nó lạ quá, cứ mà trôi đi trôi lại hoài. Cho nên nó bắn đến mà các vị tiên đó bỏ đi hết. Thì chỉ còn cái hòn núi đó, khi mà các vị tiên đi hết rồi, cái hòn núi đó là nó trụ lại, nó không trôi nữa. Như vậy là trong đó 7 đằng tiên là phải cho 7 đằng tiên đó không chị? Dạ cái này là người ta làm nó tượng trưng là cái sự tích nó là như vậy. Vậy đó, sự tích dạ, là đó sự, là tiên đó là dạ, vậy đó ha. Sự tích là ngày xưa đó là lúc nào các vị tiên cũng xuống dưới đây mà múa hát hết á. Dạ. Dạ. Ôi ôi phải nói đằng tiên này đẹp, mà tôi thấy là trên nhất là có một cái đàn ha. Dạ. Một cái đàn quá đẹp. Dạ. Quá cái này mà nếu mà cái này hồi xưa ấy nói kể là xa xưa mà. Thì hồi xa xưa cũng là cái hình tượng mà. Dạ cũng một vài trăm năm gì đó. Nhưng mà thực tế ra những cái nhà mà điêu khắc mà mấy cái hình tượng này quá đẹp. Dạ. Thì thôi bây giờ mình cũng nghe được một chuyện này rất là hay rồi đó. Cô ở sao mà cô bên Mỹ mà cô hiểu được cái về cái sự tích này à cô? Dạ tại vì hồi đó là nhà sanh trưởng ở đây. Dạ sanh trưởng ở đây lớn lên rồi đến 17, 18 tuổi đó là mới rời cái quốc gia này. Dạ. À, chị đây là Việt Kiều, còn đây là người Mỹ, Harry. Harry, chào đi, mô Phật, mô Phật. Nhưng mà các vị có nghe nói là xi măng Hà Tiên không? Chưa nghe chị, có bà cha gì phải không chị? Dạ xi măng Hà Tiên đó là cũng ở đây, cũng ở gần đây cũng có một cái hòn núi.
hòn đá đó, núi đá đó, yeah, là đá nó là làm ra cái chất xi măng. Dạ. Yeah. Yeah. Xi măng cái... Hà Tiên hồi xưa tới giờ có nghe danh tiếng là xi măng Hà Tiên, yeah, có nghe chị. Dạ. Nhưng mà cái đó có bài ca gì đó phải không chị? Dạ, cái bài ca thì em không có nhớ lắm. Nhưng mà chị ca một đoạn là Hà Tiên mến yêu gì đó chị, tôi có nghe mà tôi quên rồi chị. À, bây giờ bị gì chỉ nghe phát tán nhiều không quá, biết rồi, nhưng mà một đoạn thôi, một đoạn. Dạ. Cái bài Hà Tiên thì mới vô sao chị tôi cũng chưa có nghe. Dạ, mới vô là cái bản Hà Tiên là tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu đẹp như xứ thơ, xa cách tôi còn nhớ, nhớ ghi buồn đời đất trời Hà Tiên xanh xanh màu. Em có hô thuộc được không? Giỏi lắm. Thưa quý vị, cái này hôm nay là chị này năm nay nữa là 48 năm quý vị, chị đi Việt Kiều là đi coi như là đi qua Mỹ thì năm nay là 47-48 năm rồi, thành thử ra chị cũng còn nhớ cái bản Hà Tiên này là chị cái bài mà cũ làm trên con voi phục. Đây là hai núi, này là hai núi voi nè, có chăn tỏ lên nhìn thấy rõ ràng hai con voi đang quay mặt ra hướng biển đó. Đó là nhìn kỹ cái đầu con voi ở đây, cái đuôi có cái mông chỏng lên nè, voi ban ngày nhìn thấy rõ ràng luôn, mà từ từ chân từ đây mọc lên là thấy rõ ràng hai con voi. Nghe chưa, bởi mình đi Hà Tiên không có sao tu qua lăng mặt cũ không thấy con voi đâu. Trong cái bài hát Hà Tiên tả là tu qua lăng mặt cũ nằm trên con voi phục. Ngày xưa mình lên lăng mặt cũ cái cây cối nó còn nhỏ bé, trên nó cao thì nhìn ra hướng này là hai cái núi, là hai con voi. Dạ, tại lâu lắm rồi không có nghe cho nên không. Elephant mountain here. Nè, cái mông này, cái bóng cái mông này đó, cái mông này có cái đầu có cái đồi dài xuống nè. Very clear, yeah. Nó đang quýnh xuống gì nè. Đó là gọi là con voi phục á. Voi phục hai núi, đó là voi lớn voi nhỏ, bên kia là tô châu. Quá hay rồi. Cái đó nó có cái voi dài ra đẹp. Tôi nhớ hoài một chiều dừng chân ghé qua thăm miền ước mơ. Sao cách tôi vẫn còn nhớ so. Tôi nhớ hoài một chiều sơn trường ghé qua thăm miền ước mơ. Hà Tiên mến yêu quá xứ thơ, xa cánh tôi còn nhớ, nhớ ghi muôn đời nước trời biển mơ, xanh xanh giây phút đẹp còn lại kỷ niệm khó phai trên bờ mắt ai. Hà Tiên đã ghi vào tâm trí tôi, ơi liếng lưu là mấy nhớ thương vơi đầy, nhắn về Hà Tiên quê hương hùng vĩ hiên ngang ngắm mặt trung dương. Đây bên Tô Châu không xanh niềm lưu luyến, tôi hướng về Hà Tiên hết. Ôi đến đây Hà Tiên thì coi như là ông em này mà ông chạy xe gặp điện mà nói gì qua cái bài ca Hà Tiên quá hay quý vị. Thì chúng tôi xin kính mời quý vị trông coi một đoạn phim này nha. Xin kính mời quý vị. Kính thưa chưa quý vị, thì hôm nay đoàn xe đây đây chạy chậm chậm bạn ơi, chạy chậm chậm bạn ơi, chạy chậm chậm, chạy chậm chậm. Kính thưa chưa quý vị, đoàn xe của chúng tôi thì hôm nay là mướn được 4 chiếc xe của tất cả các em ở thành phố Hà Tiên đây. Thì chúng tôi bên đây thì có anh Tư, đây là anh Tư giỏi ở Mỹ về, còn đây là chị Tư ngồi sau, đây là cô Haley ở bên Mỹ. Cô Haley này rất đẹp gái, thấy không? Tại vì bên Mỹ chuyến này là phải nói cực kỳ là cô rất giỏi về cái chuyện mà pháp môn tịnh độ. Cô Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cô rất giỏi quý vị. Xin lỗi, tôi xin hỏi chị Nga là cái trước đây là chị sống ở phải thành phố này không chị Nga? Phải mà Quỳnh Ai, hồi đó là em sinh trưởng ở đây. Dạ. Ở đây bây giờ như vậy là anh em còn được bao nhiêu người chị? Dạ bây giờ thì còn được hai đứa em gái. Dạ. Bữa nay chúng tôi lên đến đây thì làm đầu tiên quý vị mà chúng tôi là thấy tất cả những thành phố mà những cái xe mà điện và cũng như là một chiếc xe hoa quý vị, cũng như chiếc xe hoa mà lễ 18 tháng 5 của Đức Thầy chúng ta đó là rất đẹp quý vị. Đây quý vị thấy thành phố rất đẹp. Đó, bây giờ xe hoa chạy
mà hôm nay là chúng tôi hân hạnh lắm mà mới ngồi được chiếc xe qua này nha. Nói đúng là năm nay là 60 mấy năm trời tôi mới ngồi được chiếc xe qua đó. Và đây đó, những chiếc xe qua rất đẹp quý vị ơi, đây đó những chiếc xe qua. Thì anh bạn chạy xe này được bao nhiêu năm rồi ông bạn? 22 năm rồi. Ôi dồi, 20 năm. Rồi bây giờ như vậy là trung bình ông bạn chạy xe như vậy là một ngày theo một đêm thì kiếm được bao nhiêu tiền bạn? Giờ có ngày thứ bảy là chạy được nhiều. Như vậy mà cái chuyện mà làm ăn mà phải không? Có khi trúng khi thắt mà. Oh my gosh, this is so funny. I love that we're doing this. Như vậy là cái thời mặt cũ vô đây là cái ao sen này đây là coi như là cái thời chưa có ha. Sao thế kỷ 16 là mặt cũ đặc trưng với Hà Tiên, mặt đất Hà Tiên xưa tên là Mang Cảm. Có mặt cũ bên Tàu qua đây khai khai thiên lập địa Hà Tiên. Quá đẹp. Hôm nay năm trời hôm nay thờ phượng trong cái đền thờ này hết. Dạ. Bên đây là đền thờ tại Quỳnh Anh. Dạ dạ. 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 Hà Tiên Chân. Ở đây là núi Bình Sang, trong thập cảnh Hà Tiên có tên là Bình Sang Điệp Thúy, là núi này Long Mạch, có con rắn tu luyện 900 năm trên núi ngày xưa. Ông mới gọi đây là Long Mạch. Ở đây là ngôi chùa đẹp nhất Hà Tiên, chùa Phật Đà. Có gốc Bồ Đề mấy trăm năm nè. Kính thưa chư quý vị, chúng tôi hôm nay cũng hân hạnh được một cái ông bạn mà chạy xe du lịch đây, mà ông bạn này rất là am hiểu về cái chuyện mà ông bà cũ, thì coi như ông bạn kể quá hay quý vị ơi. Thì bây giờ có thể là kể tiếp tục được không ông bạn? Dạ, cái đây này, con đường này tên là Mạc Tử Hoàng nè, cháu nội của Mạc cũ đời thứ ba họ Mạc. Cái chức quan của ông Mạc Tử Hoàng này làm tới Khâm Sai Trường Cơ, là quan nhất phẩm thời chúa Nguyễn Phúc Chu đó. Thì cha ông nội là khai trấn Quốc Công Mạc Cũ đó, tổng khai trấn. Còn tới cha của ông Mạc Thiên Tử Hoàng này là cha là đời thứ hai, là Mạc Thiên Tích, là chồng của bà Bù Dung á, nói về cái tuồng cải lương áo cưới tới cổng chùa đó. Dạ, tiếp tục xe thứ hai anh sẽ dùng không? Tôi xin giới thiệu quý vị, hôm nay là tôi có một bạn kể lại mặt cũ này quá hay quý vị ơi. Chúng tôi thấy là nhận xét là chút xíu nữa tôi qua bên xe bạn kia cũng kể cho tôi nghe nha. Cô Tiên với biển mới lên á, mới nằm ông cái chính cô Tiên đẹp quá, ông mới đặt tên là Hà Tiên á. Phải mà mấy bà này mà dưới biển nổi lên mà nanh vuốt mà lưa ra là ông đặt tên Hà Bá thấy mồ. Nhờ hên mấy bà này đẹp ông đặt tên Hà Tiên. Ở đây mình đi lên cửa khẩu Hà Tiên, cửa khẩu Xà Xía thì cách đây 6 cây số, rẽ trái thì đường Phương Thành. Tên đường ở đây họ Mạc đặt tên đường nhiều lắm. Quá hay, kể tiếp đi ông bạn, quá hay. Lâu lâu tôi cũng dịp nay anh em tôi ngồi đây mà nghe được mà anh mà kể lại cái chuyện mà cũ ở thành phố. Dạ, đây là cái nhà thờ thời Pháp. Còn phía sau nè, Việt Kiều xây cách năm 2000. Đối diện nhà thờ lớn là ngôi chùa Tam Bảo, ngày xưa là cái dinh của Mạc cũ. Đây là ngôi dinh, cái dinh của ông Mạc cũ. I told you Christians, they always like that. Look, lúc xưa ông Mạc cũ thì mẹ ông vô đây là không có phụ nữ. Tới 7 đời sau thì mẹ ông mới qua dẫn đồng. What is that? Another temple? Ghé thì ghé nha. Muốn ghé thì ghé, ghé chung ghé. Dạ, ghé vô. Quay vô. Xuống ngon giùm tôi cho. Dạ, ở đây vui lòng khách đến, vui lòng khách đi. Mình đi là muốn ghé đâu thì ghé. Đạo tràng ghé đi chùa thì mình được phước. Người ta mới có cái câu là người ta đi chùa mình được phước là vậy. Dạ, tên Quang. Quang á, Quang chạy xe gì đây? Dạ, Quang xe lôi đạp Hà Tiên. Hiện giờ là xe lôi điện rồi. Quá quý. Hôm nay được gặp Quang để mà chạy xe cho chúng tôi là vô đây là vô dinh mặt cũ nè quý vị. Chùa xây bằng đất với đất sét á, là để cho mẹ mặt cũ tu á. Hiện giờ ngôi chùa bên đây vẫn còn. Bây giờ có thể là đậu xe chút xíu là bạn đi với tôi được không ạ bạn?
Rồi bây giờ bạn có thể đi chơi với tôi chút xíu được không bạn? Bạn giới thiệu gì được không? Rồi cảm ơn bạn nha. Rồi. Bây giờ hôm nay chúng tôi nhận thấy xuống đây đã đến đây là dinh Bạch Cũ quý vị. Thì hôm nay chúng tôi gặp được ông bạn, tôi là tên gì hồi nãy quên rồi ông bạn. Bạn Quang kể một chuyện quá hay quý vị ơi. Thì tôi mong là giấc này thì chúng tôi đã bước xuống đây để đi hành lễ. Thì tôi nhờ Quang đi với tôi thì để mà để kể lại cái sự tích của Mặt Cũ quý vị. Dạ Quang thế em. And other one that the general have from. Thì đây là chúng tôi lên đây thì đây là cái dinh Mặt Cũ. Ở đây là có một ông Phật Nằm. Chúng tôi sẽ dần dần đến ông Phật Nằm. Thì chúng tôi mời ông Đạo Quang, bạn Quang ơi. Dạ. Dạ đây chúng tôi nhận thấy giấc này cũng là tối mà đến những cái cô. Gặp cô này đẹp quá, cô này ở đâu cô? Cô này ở đâu cô? Cô đâu mà đến đây mà kính thật gì vậy? Anh Trần Phật, con ở Hà Tiên luôn hả? Ở quê Hà Tiên này hả cô? Cô cũng sống về góc gác ông bà ở Hà Tiên này ha. Cô hàng đêm cô đến đây cô cúng gì đây? Dạ con đến đây con lại Quan Thế Âm ạ. Phải rồi, bây giờ mình lại Quan Thế Âm, mình là con cháu Quan Thế Âm sao mà đẹp nha Quan Thế Âm nha. Thôi chúc cô là vui vẻ và hạnh phúc nha. Dạ. Dạ. Bây giờ như vậy Hoàng ha, bây giờ như vậy là mời Hoàng đi Quang. Bây giờ Quang giới thiệu đây là Phật Thích Ca Mâu Ni này nhập Niết Bàn. Còn cái này là khi mới hạ sinh thì đi bảy bức bông sen là Thích Ca Mâu Ni đó, là Thái tử Tất Đạt Đa. Đó, ở vườn Lâm Tỳ Ni là Phật Thích Ca ra đời. Thích Ca Mâu Ni đó ra đời là ở vườn Lâm Tỳ Ni. Ở đây thì cái sự tích là nói về con vô đi ba chục đi cho hết, vô đứng chắp tay ra đời đi bảy bức bông sen. Sau đó ông mới vào cái cội Bồ Đề tu thiền khổ hạnh mới đắc đạo thành Phật, mới giảng đạo, sau đó ông mới nhập Niết Bàn. Tới đoạn này là đoạn cuối là Phật đã rời xa nhân thế. Bây giờ giới thiệu cho Quang biết nha, đây là Việt Kiều Mỹ còn ở tại Hà Tiên, còn đây là người Mỹ chính tông vô đây. Dạ dạ, đây là người quốc tế ha. Thì vô đây thì cũng nhờ Quang để mà nói cái sự tích là của Lăng Mật Cũ này ha. Dạ. Cho người Mỹ và truyền bá ra rồi sao cho biết cái chỗ Lăng Mật Cũ. Thì cái truyền thuyết về Lăng Mật Cũ là tôi gửi cái cạc phu xích là về coi trong cái này ha, gặp Quang nghe giới thiệu giùm nghe, chia sẻ giùm nha. Rồi đó là coi YouTube là ngày nay. Đây là ngôi hai bên bức tường thành rong rêu vẫn còn là thường ngày xưa là cái dinh biệt thự của Mật Cũ đó. Khi mà ông vào đây khai quang Hà Tiên, mảnh đất quang sơ không bóng người ở. Xưa thì lúc xưa ở đây thì thường có những con thú tu luyện trăm năm ngàn năm. Đó là sáu con rùa là con cả gần cả ngàn năm á, làm con rùa bây giờ thành đảo Hải Tặc Hà Tiên, là sáu con rùa trôi giặt ở đó thành đảo đó. Thì lúc bấy giờ là sáu con ngao rùa này nó trụ ở Hà Tiên để mà bảo dưỡng cho con rồng tu luyện trên núi Bình Sang. Trong Bình Sang, núi Bình Sang này là tên là Bình Sang Điệp Thúy, là một trong 10 cảnh đẹp của Hà Tiên. Nói về Hà Tiên thì người ta chỉ nói về Thập Vịnh. Hà Tiên Thập Vịnh có nghĩa là Hà Tiên 10 cảnh đẹp quan sơ hùng vĩ ngày xưa. Là nó là một trong 10 cảnh đẹp là núi Bình Sang hiện giờ. Là xung quanh núi là chỉ chôn các dòng họ Mạc mới được chôn các trên đó. Còn dân tình thì chỉ được chôn dưới thấp thôi, không được lên trên cao. Thì hiện giờ đó là thì cái núi đó là khi Mặt Cũ vào đây tới đất mũi Cà Mau mới cho một phần tử lên nó khai khẩn vùng đất Cà Mau. Ông mới tiếp tục đi xuôi thẳng thuyền đi về Hà Tiên này, mới khai khẩn vùng đất Hà Tiên. Thì lúc bấy giờ có một vị pháp sư đi theo ông thì bấm tay bói toán là trên thi văn dưới địa lý là biết hết. Thì ông biết đây là cái long mạch, lúc bấy giờ thì ông bấm tay bói toán thì biết đây là long mạch, tại vì có một con rắn tu luyện 900 năm đến thấp môn đại cánh nửa rắn nửa rồng, nó gọi là con ly long, chưa hẳn là rồng, nửa ly nửa rồng nửa long, nó gọi là ly long là rồng. Thì ông mới biết là long mạch, ông mới trụ ở đây lập nghiệp. Lúc mới cái lịch sử ngày xưa Hà Tiên đưa ra thì lúc mới đầu vào đây thì bị giặc Campuchia bắt giam lỏng. Xét thấy ông Mặt Cũ này có tài đức, cho ông khai khẩn vùng đất Hà Tiên. Lúc ông mới khai khẩn vùng đất Hà Tiên là thành công, ông mới sát nhập cái đất này vô Đại Việt. Thời đó chúa Nguyễn Phúc Chu mới sắc phong ông Mặt Cũ là khai trấn quốc công Vũ Nghị Công Mặt Cũ. Đó, ông mới hạ sinh ra một người thái tử. Thì khi hạ sinh ông đó thì hào quang trên trời xuất hiện, ánh hào quang.
thành ra ông mới nghĩ là đặt tên là Mạc Thiên Tích. Họ Mạc, ánh hào quang trên trời là thiên, ánh hào quang là kỳ tích, xuất hiện trên trời là thiên. Đó, thành ra mới đặt tên là Mạc Thiên Tích. Ông này sau đó là văn võ song toàn, 10 tuổi là văn võ song toàn á. Là sau này ổng là nối nghiệp cha ông Mạc cũ là tổng binh đại đô đốc của Hà Tiên. Đó, cha thì tổng trấn, con thì tổng binh. Tới đời con của Mạc Thiên Tích là tổng là thâm sai trường cơ, là Mạc Tử Hoàng. Đứng đứng đây chị Tư, đứng cái tiếp luôn đi Quỳnh. Cái tiếp đi, cái tiếp đi, tự nhiên cái tiếp đi. Thì ông Mạc cũ vừa có tài đánh trận, cũng vừa có tài buôn bán làm ăn, vừa là thương dân, thương nhân, vừa là quánh trận cũng giỏi. Thì giặc Sim hồi xưa gọi là Sim La, hiện giờ thì gọi là Thái Lan. Dạ dạ dạ. Đó, ngày xưa gọi là Sim La chứ không có nói Thái Lan. Thì nó cứ đánh chiếm nó qua đây, nó đánh chiếm Hà Tiên hoài. Đánh mãi đánh không qua được Mạc cũ mới chịu thua. Thì nó những cái tàu thương qua gia qua lợi làm ăn đây giàu có là nhờ Mạc cũ. Sau này là mấy tỉnh miền Tây là do Mạc cũ nắm hết. Là cũng như là vua một cái miền Tây Nam Bộ. Dạ. Họ Mạc thì trụ Hà Tiên được 5 đời. Trải qua 5 đời tới hiện giờ, tới thế kỷ 22, 23 mình đó, thì hiện giờ là thành phố Hà Tiên. Lúc hồi xưa nó chỉ là một cái huyện nhỏ thôi. Huyện Hà Tiên nhỏ thôi, sau này mới làm ăn phát đạt ra. Mạc cũ ngày có tiếng tâm quy giang xa. Đó, lúc bấy giờ mới lên là một cái thành phố tỉnh. Là nắm 6 tỉnh miền Tây hồi xưa. Rồi tới qua 5 đời hết đời họ Mạc thì mấy cái tỉnh kia tách rời khỏi Hà Tiên. Hà Tiên mới thành ra một cái thị trấn nhỏ lại, chỉ cô lập như ở đây thôi. Là tôi hồi trước tôi có nghe là ông Mạc cũ về đây là khai phá từ Hà Tiên này xuống Cà Mau có không? Có Cà Mau, thì Cà Mau là dùng bán đảo Cà Mau cũng do họ Mạc một phần tử lên đó. Ông đi thuyền từ ông là đời nhà Minh mà là bị Mãn Thanh lật đổ đó, mới không có phúc phục với đời nhà Thanh, mới bỏ Trung Quốc đi dẫn một cái đoàn tùy tùng tướng tài, đoàn đàn ông thanh niên trai tráng mà đàn bà ở lại. Đó, ông mới vô Hà Tiên này tới ngang tới đất mũi Cà Mau thì cho một phần tử lên đất khai quang dùng bán đảo Cà Mau. Ông không vừa mảnh đất đó mới đi thẳng về Hà Tiên này. Tới đây thì ông trụ ở đây luôn, là khai quang lập nghiệp ở Hà Tiên. Như vậy là một số là những hồi trước đây ông cha của chúng ta là bây giờ lập nghiệp mà Hà Tiên mà giàu có như thế này, thì con cháu đây cũng như là con cháu mà cũ bây giờ khá cũng là nhờ Mạc cũ phải không? Dạ, cũng nhờ Mạc cũ mới có mảnh đất Hà Tiên ngày nay. Dạ. Thì ở Hà Tiên thì hiện giờ là có ba dân tộc Kinh, Hoa, Khmer. Người Hoa là người con cháu Mạc cũ là gốc. Sau này người Hoa mới lấy vợ người Campuchia. Đó là Lai Tàu, gọi là Miên Lai Tiều, gọi là Kinh, là người dân tộc Kinh. Còn dân tộc Hoa là gốc là của Mạc cũ. Bởi vì lên đây tôi thấy Hà Tiên người nào cũng đẹp hết trơn. Dạ, tôi thấy là chị đó, mắt to lộ, bởi vì đó là cái anh ở Sài Gòn mà bởi vì thương cái cô người Hà Tiên này ở đây á, từ Sài Gòn mà thương cái cô Hà Tiên á. Đây rồi Quynh giới thiệu, tôi sẽ giới thiệu cho Quynh biết. Trước thì Quynh là người Việt. Quang là người đây dân tộc Kinh. Quynh là người Việt ha. Người Việt. Quynh. Tôi cũng là người Việt. Rồi Quynh cũng người Việt, người Việt luôn. Người Việt. Còn bên đây cô là người Việt, người Mỹ, USA. American people, America. Ồ, người Mỹ à, America. Cô này có người gì? Người Campuchia. Khmer. Khmer. Và có người gì? Mai Khmer. Có nghĩa là hồi nãy chưa có người Tàu. Tàu đây. Tàu đây à? Có người gì? Với đời Phật. Vậy tôi mới giới thiệu đây là người Tàu, mới thành phố mới xuống gặp người Tàu nè. Người Tàu đẹp lắm. Người Việt, người Việt, người Tàu, hai người Tàu, một hai người Khmer và một mình người. Mình thì dân tộc Kinh, Kinh, Lai. Bây giờ để xin hỏi Hoàng ha. Quang hay Hoàng quên rồi. Quang, Quang. Quang bây giờ như vậy là lúc ông Phật nằm như vậy là dưới tất cả những vị đệ tử này Quang có hiểu được phần này nhiều bao nhiêu không? Cái phần này thì sau này là Phật nhập Niết Bàn đó. Nhập Niết Bàn là coi như là sắp sửa là bỏ dương thế. Nói về, đi về nơi cõi an lành đó. Cõi Phật. Bây giờ để hỏi cái chị Nga này ở dân tộc người cái người mà qua Phu Phu là chú á. À, dạ. Không chỉ em hiểu gì Phật này lắm. Phu con là anh, ôn là em, ôn ôn là anh bọn tê, em có yêu anh không? Dạ, nhà chị kể, nhà chị kể ông Phật nằm như thế nào chị? Dạ, cái lúc này là lúc Đức Phật sắp nhập diệt rồi,
thì Đức Phật đang nằm nhập diệt, định sắp nhập diệt, thì Đức Phật muốn nói là cho hết tất cả mà các đệ tử mà hiểu được là cái pháp cuối cùng của ngài. Thì cái lúc này là ngài nhập diệt, nhưng mà ngài A Nan và ngài A Nan Đà và hai vị đệ tử này mà định hỏa táng ngài mà không cách nào hỏa táng được hết. Và dạ, tại vì mỗi lần mà lửa mà châm vô á, thì đều tắt, châm vô đều tắt hết. Bởi vì Đức nhà Bổn Sư đó đang đợi một vị đại đệ tử là ngài Ca Diếp, ngài Maha Ca Diếp. Cho nên khi mà ngài Maha Ca Diếp được tin Phật đã nhập diệt rồi thì ông vội vã trở về. Thì mà ông trở về lúc đó là ông về bằng thần thông, cho nên ông đi rất là nhanh. Khi ông trở về thì ông vừa cúi đầu đảnh lễ Đức Phật thì ngài đã dùng mà lửa tam muội đó là ngài tự thiêu luôn. Dạ, tại đó, cho nên là Đức Phật nó nằm đó là để chờ, không có quả tán được là tại vì đang chờ ngài Ca Diếp. Rồi chị có nhớ được là những cái đệ tử của mà của Đức Phật không? Sơ sơ một vị đệ tử, một hai người cũng được đó chị. Em nhớ cái gì mà cận kề nhất là ngài A Nan. Rồi ngài A Nan Đà. Rồi còn hai cái vị này hình này em quên mất. La Hầu La Ca Chi Viên rồi đấy. Xá Lợi Phất ra một vị liên hả chị? Xá Lợi Phất đã đi nhà và nhập diệt trước khi là Đức Phật. Xá Lợi Phất là với lại là như vậy là hồi đó Xá Lợi Phất nhập diệt trước Đức Phật sao? Dạ. Như vậy hôm nay tôi mới nghe chị kể tôi mới biết nha. Chứ thực tế hồi đó giờ tôi không nắm rành cái này. Chị tham hiểu quá bên Phật giáo thống nhất rồi. Quá hay. Cho chạm hỏi tay quý vị ơi. Quá hay. Dạ, bởi vì ngày mà Xá Lợi Phất biết được là ngày mà Đức Phật là sắp nhập diệt rồi, cho nên ngài Xá Lợi Phất xin phép đi trước, cho nên Đức Phật chấp nhận. Thì lúc mà Đức ngài Xá Lợi Phất mà xin phép để mà nhập diệt á, thì ngài A Nan thì ngài A Nan lúc đó ngài A Nan rất là buồn. Và tại vì ngài Mục Kiền Liên cũng đã nhập diệt trước rồi tới tiếp đó là ngài Xá Lợi Phất, thì ngài A Nan mới nói với Đức Phật rằng, nói giờ Thế Tôn, hai vị mà đại đệ tử của ngài bây giờ đã đi nhập diệt trước ngài rồi thì tự nhiên con thấy buồn quá. Thì Đức Phật nói chứ tại sao mà ông buồn? Thì ngài A Nan nói chứ việc gì là cũng nhờ hai vị đó hết, mà giờ hai vị đó đã nhập diệt rồi. Thì Đức Phật có nói thì tới tiếp nữa là ta cũng nhập diệt. Ôi hay quá thôi. Kính thưa chư quý vị, thì hôm nay cái thời gian nó có hạn, thì thử ra chúng tôi chị Nga không có kể được nhiều, thì thử ra có thể cùng phim sau thì chúng tôi sẽ kể tiếp ha, chị Nga kể tiếp. Thôi bây giờ như là mời ra chị Nga mình ra xe. Đây là những chiếc xe hoa bây giờ đang chờ đợi đó quý vị, đang chờ đợi ngoài sau để chúng ta để dần dần ra để chúng ta để tham quan trong một cái thành phố Hà Tiên. Và đây là Mai Hảo morning with you. You come with or no? Yeah. Bữa nay mình đi là bốn dân tộc nha. Campuchia, Mỹ, và Tàu và Việt Nam. Việt Nam, bốn người có hết trơn vậy. Mấy ông xe đạp điện này bữa nay là cho quý vị biết là bốn nhân vật là bốn nước đó nha. Ok, cái này lạ nha, cái này kỳ này kỳ lạ nè. Bấm đi lên. You come first. Yes, yes. Dép đâu rồi? Dép anh đâu? Có dép rồi anh. Có dép rồi. Đây là có dép rồi. Bây giờ đạo bút có thể ngồi đó. Bây giờ tại vì muốn đổi thôi cho đổi. Rồi. Đổi đi đâu vậy? Xin hỏi gì chứ ông bạn này có kể được cái gì tích này không ông bạn? Được ha. Trong ai cũng vậy hả? Vậy rồi cảm ơn. Chị tích hả? Chị tích thì kêu anh đó, anh đang trước á. Rồi có kể rồi.
Bây giờ có sự tích này có biết được chút đỉnh nào không? Dạ, của em cũng hơi hơi à. Dạ, biết nhiều nói nhiều. Dạ, cái ông đó là đứng đầu đó. Cái ông đầu tiên nha. Cái ông đầu tiên thì nãy giờ ông kể rồi. Rồi, rồi. Nghe ông đầu tiên nãy giờ ông kể hay lắm rồi. Cho em nó ngồi đó cũng được mấy chị ba mà. À, bây giờ như vậy là mình còn đi đâu nữa? Dạ, mình còn đi qua cái khu quảng trường, khu Hành Chánh nữa. À, rồi xong còn đi ra chợ đêm. À, như vậy là chợ đêm này bằng đêm có đông không dạ, bạn? Mùa này thì chỉ có thứ bảy thôi, ngày thường vắng. Nhưng mà là vắng bán bình thường. À, vắng bán bình thường ha. Nhưng mà vắng là chỉ vắng khách, ít khách thôi ha. Chứ còn ngoài ra thì vắng bình thường. Chỗ bán thì vắng bình thường. Dạ, dạ, dạ. Rồi bây giờ ông bạn như vậy là theo bây giờ mình xe bây giờ mình định là đi tới đoạn đường nào đây? Dạ, quảng em? Trường à, qua quảng trường xong rồi mình qua khu Hành Chánh rồi xuống chợ đêm luôn. Vậy hả, cái quảng trường đó gọi là cái gì mà quảng trường? Quảng trường Chiêu Anh Cát. Là cái đó là cái phố gì? Đi bộ của mình vậy đó. À, cái đó là một cái thành phố quảng trường, mà quảng trường đó là cái gì, ý nghĩa quảng trường đó là cái gì ở đó chứ? Thí dụ như là thành lập một cái cơ sở hay như thế nào mới gọi là cái quảng trường? Không, có nghĩa là cái quảng trường đó là để là mình diễn ra một lễ hội tao đoàn Chiêu Anh Cát. À, đó là những cuộc lễ lớn này kia nọ để đó, gọi là cái quảng trường ha. Dạ. Rồi quảng trường như vậy là mình còn đi lại chợ đêm. Dạ, đúng rồi. Dạ, 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 dạ. Cảm ơn. Rồi, bây giờ lên thấy không? Đây. Ôi. Ngồi ngồi chết bánh đi. Ai nói gì đâu. Con ở đây xíu đi con. Bánh tham mình ngoại đi con. Nó đâu? Con chó nè. À, chia lại hả, chia cho đều hả? Rồi à, bây giờ chúng tôi là chuẩn bị bắt đầu là lên đường đó quý vị. Rồi xe đề máy bắt đầu đi. Rồi. À, đây bây giờ con đọc tám điều răn cấm lại cho ông nghe coi. Đọc lớn lên. Thôi đây để chút xíu hả đọc ha. À, văn này để chút xíu hả đọc. Ở đây chúng tôi bắt đầu sửa soạn, bắt đầu là ra khỏi cổng quý vị. À, đây ra khỏi cổng rồi. Hai người nãy ngồi với ba con, bây giờ đổi xe luôn rồi. À, biết hả thưa ạ? Bây giờ đổi xe với ba. À, đây là chúng tôi là lên xe ngồi, đây là một cái bà dân tộc. Dân tộc ở... À, Campuchia, người dân tộc này là ở Sóc Trăng. À, bây giờ tôi hỏi gì cho bà nói một hai câu là coi lăng mặt cũ là tiếng dân tộc là sao ấy chị? Mai. À. Tại vì quý vị biết không là tôi muốn nói người dân tộc để nói cho biết, mà bây giờ thực tế ra bây giờ như vậy là coi như là tôi cũng không hiểu là gì hết quý vị. À, đây là đoàn xe này bắt đầu đi tới, đây là đoàn xe thứ hai. Xin chào. Chào. À, bây giờ là như vậy là hai chiếc xe đi trước đó quý vị. À, bây giờ ba xe đi trước là xe của tôi, bây giờ dắt này là sao đây là quý vị biết không? Ở đây cái này là gọi cái gì đây ông bạn? À, quảng trường đó phải không? À, như vậy là đây là chỗ là rồi, chỗ đó là quảng trường đó ha. Dạ. Rồi, quá đẹp quý vị ơi. 60 mấy năm nay tôi mới gặp được cái quảng trường này đây. À, quá đẹp. Rồi ở đây là cái này là tới chỗ gì đây ông bạn? Dạ, cái cũng vẫn là còn trong địa danh. Còn trong khu vực quảng trường ha. Thì kính thưa quý vị, đây còn trong khu vực quảng trường quý vị. À, quá đẹp. Ô, alo, chào. À, đây là Hà Tiên, thành phố Hà Tiên. À, đây là đó, thành phố Hà Tiên quý vị. Nhưng mà giấc này tối quá quý vị, thành thử ra không có thấy rõ không nha. Ở đây là chúng tôi là bây giờ hiện tại là đi là thành phố đêm. À, chúng tôi dần dần sẽ đến thành phố đêm quý vị. À, đó, chợ đêm, gọi là chợ đêm mà mình kêu thành phố đêm đi. À.
Đây là xe chúng tôi bắt đầu là chạy, bắt đầu là qua quảng trường quý vị, bắt đầu là cuối quảng trường. Chúng tôi cũng dần dần thấy hai bên cạnh đây là thấy cũng là rất là hoa, là rất là đẹp quý vị ơi, ở đây quá đẹp quý vị. Phải nói Hà Tiên là cực kỳ. Nếu mà ai đã tham quan đến Hà Tiên thì quý vị sẽ đến Hà Tiên cho biết cái cảnh Hà Tiên. Và hôm nay chúng tôi nhận thấy là mấy cái cậu chạy xe mà điện này đây là tôi thấy người nào người đấy cũng rất là vui vẻ quý vị ơi. Và tất cả là quý vị này cũng kể cho tôi những mẫu chuyện.